Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy các quyết định hành chính cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đối với lô đất 11.897m2 ở quận Sơn Trà. Chiều 2 tháng 3, Hội đồng xét xử trong phiên phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo với nguyên đơn là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và giữ nguyên án sơ thẩm, buộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần Vipico, trụ sở ở Hà Nội, đối với lô đất ký hiệu A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Hội đồng xét xử cũng bổ sung vào bản án sơ thẩm nội dung đình chỉ xét xử đối với việc Vipico khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, chấp nhận yêu cầu khởi kiện từ phía Vipico về hủy toàn bộ quyết định số 5.443 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, hủy công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối khu đất này. Vị trí lô đất công ty Vipico trúng đấu giá, ảnh Đông Vân. Theo nội dung khởi kiện, ngày 27 tháng 6 năm 2017, công ty cổ phần Vipico được Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản thành phố Đà Nẵng công nhận là đơn vị trúng đấu giá khu đất A20 ở phía đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, diện tích 11.487m2, với giá 56.800.000 đồng một mét vuông. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 4.105 công nhận kết quả đấu giá. Hai tháng sau, Cục Thuế Đà Nẵng thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất và nộp lệ phí trước bạ. Vipico phải nộp 652 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chia làm hai đợt, mỗi đợt 50% và kết thúc nộp đợt 2 vào mùng 9 tháng 12 năm 2017. Ba tháng sau, Vipico thanh toán đợt một số tiền 326,7 tỷ đồng. Đợt 2, doanh nghiệp nộp chậm 52 ngày số tiền 326,4 tỷ đồng so với thông báo của cơ quan thuế. Vipico đóng tiền phạt nộp chậm vào ngân sách. Cục thuế trước đó thông báo, quá hạn 30 ngày sẽ hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách. Giữa tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định số 5.443 hủy quyết định 4.105 về công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt. Lý do Vipico không thực hiện đúng cam kết tại phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phương án đấu giá và quy chế tổ chức cuộc đấu giá. Chính quyền Đà Nẵng cũng thu tiền cọc nộp vào ngân sách nhà nước thành phố theo quy định. Cuối tháng 11 năm 2018, Vipico làm đơn khởi kiện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lên Tòa án Nhân dân cùng cấp, yêu cầu hủy toàn bộ quyết định số 5.443, đồng thời chính quyền thành phố phải bồi thường thiệt hại 115 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cho rằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng áp dụng Nghị định 43/2014 làm căn cứ pháp luật để hủy kết quả đấu giá công ty là không đúng quy định pháp luật. Việc doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất nên cần áp dụng Nghị định số 45/2014. Tại phiên cuối tháng 9 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên hủy toàn bộ quyết định của thành phố về việc không công nhận kết quả trúng đấu giá đất với công ty Vipico. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sau đó đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Let's look at why.